Ok, đây là một cái video ngoài lề mà tôi đang làm để cho mấy anh em bên YouTube ha. Thì thật ra là mục đích đó là để cho mấy anh em có thêm những cái kiến thức và cũng như là mấy anh em bớt bị lừa đảo đi. Mấy cái thằng mà đi spam mà ngàn view ngàn này ngàn nọ đó, thì ở trong cái cuốn e-book mà tôi gửi cho mọi người á, là mấy bạn có thể mua view, mua like, mua share, mua đủ thứ luôn nếu mà mấy bạn có tiền. Và nó đầy đủ nhất những cái tool hỗ trợ để cho mấy anh em làm những cái thị trường ở nước ngoài nó có tiền hơn ha. Đừng có nghĩ là làm YouTube là kiếm quảng cáo, mấy bạn có thể kiếm nhiều hơn gấp 100 lần cái số tiền đó nữa, chứ không phải là 5.000 view mà được vài đô đâu. Ok, thì mấy bạn cứ download cái ebook đó về đi. Thì đây là tôi sẽ bày cho mấy bạn một cái dạng là hack view organic, có nghĩa là người ta sẽ phải coi cái video của bạn. Mấy anh em hiểu không ạ? Phải coi. Rồi từ đó nhiều nguồn nó trỏ về để cho cái kênh của bạn nó giống như là nó đánh lừa YouTube luôn, nghĩa là nó cho mấy bạn lên rank luôn. Kiểu vậy, có nghĩa là giống như kiểu là cái link của bạn nó ở trên một cái website, ở trên một cái gì đó mà YouTube nó không biết. Rồi, ok. Nhanh gọn nè. Rồi, coi kênh tôi á thì nhớ mấy cái mà tôi dặn. Đừng có nghe ba cái thằng tào lao mà kinh doanh online rồi mua view hack view bao tục bao xuống bao mất view, dẹp mẹ đi. Tôi cho mấy anh em mấy cái web uy tín đó. Ok rồi, ok, đây là một cái case study của tôi, bản quyền thuộc về của tôi ha. Rồi, ví dụ như là mình có một cái tài liệu nha. Tôi đang ví dụ cho mấy anh em là mình đang có một cái tài liệu như thế này ha. Rồi, mấy anh em vô trong tôi nè, bấm nè notepad, rồi vô cái phần notepad cho tôi. Rồi, đâu rồi, rồi tí xíu, rồi ok. Rồi, vô một cái link của cái kênh bạn đó. Mấy bạn vô trong lấy cái link này cho tôi. Bỏ vô. Ghi là mật khẩu hay là password gì cũng được. Mật khẩu tại mô tả của video. Đó. Rồi, bấm vô một cái. Save Ctrl S lại. Hack view vĩ đại nha, đừng có quan tâm. Rồi, xong. Rồi, bây giờ chúng ta đang hai có hai cái này rồi. Thì cái đầu tiên á, tôi copy ra một cái đi. Tại cái này tôi không có muốn dính líu gì hết. Rồi, ok. Thì bây giờ cái này nè. Mấy bạn á sẽ đặt cho mình là một cái mật khẩu ha. Rồi, mật khẩu thì là ví dụ như tôi nè, hôm qua tôi chơi cái này mà tôi thấy nó ok nè. Rồi, ok, mà có điều là mình test thôi nhưng mà nó hiệu quả ha. Rồi, ok, thì mấy anh em đặt cho mình một cái mật khẩu nào đó ha. Đó, kiểu vậy. Ví dụ như mấy anh em đỏ bỏ trong cái vòng mô tả là 123456, thì qua bên này thì mình cũng sẽ đặt là vô nè, nhìn nè. Cái này là nó đang ở Fire rồi, cho nên là mình bỏ nè. Thấy chưa? Tôi nè. Rồi, bây giờ tôi ví dụ như cái này là YouTube
Event. Rồi, ok. Rồi. Cái đây là demo nha. Tưởng tượng lên cái này là khi nào bạn nén ra là bạn có cái file tệp folder như này nè. Còn đây là file OER nó khác. Ha. Rồi, mấy bạn bấm vô nè. Go to add to archive. Rồi, save password cho nó. Cái mã password mà mấy bạn bỏ trong phần mô tả đó. 1 2 3 4 5 6. Rồi. Khó nó lại. Rồi, xong. Mình có cái này rồi. Rồi tiếp sau đó là mình chọn cái này để decryption nè. Đó, mật khẩu tại mô tả video đó. Để mình bỏ vô một lần nữa rồi ghi là YouTube full đi. Rồi. Anh em coi nè. Rồi, thấy chưa? Nó ra một cái cục như thế này. Thì cái khi mà người ta down về đó thì người ta sẽ bấm như thế này, extract file. YouTube full. Vô đây nó gặp cái này nữa. Rồi người ta extract file nè. Nó hiện ra mật khẩu. Mấy anh em hiểu không? Đó, rồi người ta vô không được. Ta phải vô trong đây, người ta phải bấm cái này. Đó, thì đây là một cái trick và có view cơ bản thôi. Nếu mà mấy bạn lên được cái tầng theo tôi, theo cái kênh của tôi mà mấy bạn đi tiếp á, mấy bạn chịu khó đừng có nghe mấy cái thằng vớ vẩn mình hướng dẫn học kinh doanh miễn phí rồi này nọ. Theo tôi sẽ bày cho những cái cách hack view nó kinh khủng hơn, nó hack gấp 10 lần cái view của bạn nữa. Ha. Rồi, ok. Đó thì khi mà mình lên cái cục này rồi thì mình sẽ post nó lên Google Drive ha, kiểu như vậy. Mình sẽ post lên rồi lấy cái link. No 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 no, bấm chia nhận đường liên kết bị hạn chế nè. Nhớ này, bất kỳ ai cũng có đường liên kết, nhấp vô con nó xanh lên nè. Đó. Rồi cái ngách này là bên YouTube không? Sao chép? Đi lên mấy cái YouTube group rồi này nọ đó, ghi vài dòng. Rồi mà bỏ vô cho người ta đeo về. Người ta chắc chắn là người ta đeo về được. Rồi người ta mở ra người ta thấy là người ta tự động người ta vô, người ta phải coi thôi. Nha. Rồi. Chỉ như vậy thôi. Hôm nay tôi làm demo ngắn thôi và mấy anh em nên có cho mình những cái kiến thức cho nó tốt đấy và những cái chiều sau. Ok, cảm ơn mọi người.